một chương trình hấp dẫn, ấn tượng và vô cùng nhân văn đã chính thức quay trở lại, không thể là chương trình nào khác, đó chính là chương trình Tường Lửa. Tường Lửa đã vượt rồi. Lần này là đi trao quà bằng số tiền chúng tôi đã chiến thắng. Bây giờ thì Đàm Vĩnh Hưng cùng Vũ Hà đến địa điểm thứ hai. Đây là mái ấm Mai Tâm, nơi đây đang giữ rất nhiều những trẻ em cơ nhỡ. Rồi bây giờ mời các bạn đi theo chân Hưng và Hà nhá. Cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn nhé. Dạ. Cảm ơn chương trình Tường Lửa đã cho tụi Hưng một cơ hội có thêm một chỗ kinh phí để có thể san sẻ cái niềm vui này với rất là nhiều người. Hưng và Hà cùng vừa mới kết thúc xong một cái chặng tiếp theo nữa, thì sau đây là đi tiếp nữa. Nữa hả? Yeah, còn 3-4 trường hợp lận. Vậy thì đi liền đi, không bây giờ kìa, trời vừa cho chuyện mưa kìa. Phải nói cho mọi người biết rằng là chúng tôi bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới bây giờ này, và có thể đến tận đêm mới kết thúc được cái buổi ngày hôm nay. Chơi chương trình Tường Lửa và đoạt một cái số tiền được 250 triệu. Và bây giờ dù con mới đi chia ra từng phần nhỏ nhỏ xíu để cho cả làng cùng vui ấy mà. Cả làng cùng vui. Mỗi một đơn vị này một chút, đơn vị kia một chút. Anh chính thức quyết định để tặng gia đình em để hỗ trợ em nha. Dạ. Em xin cảm ơn chương trình đã có những cái tình cảm rất là chân quý đến chia sẻ với những tình huống này. Anh ơi, tình có đang xem tụi anh nói không? Anh muốn dành cái phần đặc biệt này dành cho em. Thứ nhất là anh có được thông tin từ một người em của anh, một người đồng nghiệp là bạn Sơn Hạ. Tội nghiệp lắm quý vị ạ, tội nghiệp lắm là Tỉnh đang đi làm việc và nghe hay tin vợ của mình chuẩn bị trở dạ, sắp sửa sinh con, thì Tỉnh chạy về nhanh thiệt nhanh để đưa vợ đi đẻ. Nhưng trên đường đi một cái tai nạn thảm khốc xảy ra, do là trường hợp xa lắm Tỉnh ơi, nó quá gấp đi và tụi anh không có bay kịp bay ra để thăm em. May mắn là có Sơn Hạ đang ở đó. Mong là Tỉnh sẽ nhận món quà này như một sự chia sẻ của anh với Hà và chương trình Tường Lửa. Và mong em cũng như mọi người sẽ ủng hộ Hưng với Hà và đặc biệt là chương trình Tường Lửa, vì chương trình này rất nhân văn đúng không? Đúng vậy. Đến đây để thăm em và sau đó để trao số tiền từ chương trình Tường Lửa. Chương trình Tường Lửa đã ủng hộ cho em để em được một phần nào để em có thêm động lực trang trải cuộc sống, để có tay có chân, hay muốn làm lại tay chân để em có thể đi đứng lại được và lao động để kiếm tiền nuôi vợ và con. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình được rất nhiều người chờ đợi và yêu thương mang tên Tường Lửa. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Phải nói một điều là sau nhiều số phát sóng của chương trình thì có một sự lan tỏa rất là lớn từ các anh em nghệ sĩ cũng như quý vị khán giả xem đài.
nhiều người xem chương trình và thấy chúng tôi mang lại nhiều nụ cười hơn cho những cuộc sống khó khăn. Và ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây hai nghệ sĩ cũng rất là trẻ và dễ thương. Họ cũng sẽ hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười và đặc biệt là cũng có một sứ mệnh mà họ muốn mang đến, họ muốn lan tỏa thêm nữa cái sự yêu thương cùng với chương trình. Xin giới thiệu người mẫu Đồng Ánh Quỳnh và nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng anh, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói. Quá rồi mới gặp lại em. À, em chào anh. À thì bây giờ mình nói sơ lược về cái bài hát vừa rồi ha, là cái bài cầu hôn. Dạ. Bài này cũng có nhiều năm rồi. Thì mình hát bài này đó, Hương. Dạ. Thì có ai cầu mình chưa? Em mới thấy toàn cầu hồn thôi chứ chưa thấy hôn. Thôi thế à? Chưa thấy hôn à? Dạ. Nhưng mà không sao đâu, từ từ sẽ có. Dạ. Có gì đâu mà gấp. Hôm nay em thấy cái áo tím rồi, thấy cái đôi giày lấp lánh của anh thì. À, cái này là mình mặc cho chương trình nó phong phú thôi. À, thế ạ. Chứ anh cũng... Mình cũng chưa chuyển anh. Đâu có, anh cũng ok mà. Dạ. Thì Quỳnh thân mến, lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện lại. Dạ. Thì không biết thời gian vừa rồi là mình tập trung vào cái mảng nào? À, thật ra là thời gian vừa rồi thì em tập trung vào phim ảnh nhiều hơn. Em nghĩ là trong năm tới thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy em trong một vai trò rất là khác. À, đang học về diễn xuất à? Học võ. Anh cứ cẩn thận đấy. À, học võ à? Dạ. Ồ, học võ thế... em học võ. Dạ. Em học võ không? Dạ, em cũng học võ hồi bé. Chúc cho con đường sự nghiệp của hai em ngày càng thành công hơn nữa. Và cũng hy vọng ngày hôm nay mang về nhiều tiền thưởng hơn nhé. Rồi, mời vào nào. Vị trí A và B. Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng nhìn lên màn hình để xem câu chuyện của họ mang tới chương trình Tường Lửa là như thế nào. Xin chào tất cả mọi người. Văn Mai Hương và Đồng Ánh Quỳnh ngày hôm nay rất là vui khi mà có mặt trong chương trình Tường Lửa. Cũng xem chương trình một vài số rồi và cũng cảm thấy là không biết ngày hôm nay mình tham gia thì thứ nhất là có vui và thứ hai là có kiếm được nhiều tiền hay không. Ngày hôm nay thì Quỳnh đòi là sẽ ném bóng, còn Hương là sẽ ngồi bên trong để trả lời câu hỏi. Mình cũng tự tin là mình cũng khá là tại vì chơi với chị Hương cũng được một thời gian, cũng chả nhiều chả ít nên là cũng nghĩ là cũng hiểu chị Hương một phần, cho nên là cũng đoán được là chị Hương am hiểu cái gì. Nói chung là mấy cái mà chị Hương không hiểu ấy thì mình cũng không hiểu.
là mình đá bóng rồi. Thật ra thì Hương nghĩ là cũng hên xui thôi. Tại vì không phải là tất cả mọi người đều có một cái vốn kiến thức mà rộng lớn để mà cái gì mà mình cũng có thể biết được. Nhiều khi mà mình hên thì mình sẽ vào được những cái lĩnh vực mà mình biết hoặc là mình tìm hiểu, và mình xui thì thôi. Ngày hôm nay cũng muốn là kiếm thật là nhiều tiền để mà càng nhiều càng tốt, để mà mình có thể giúp đỡ được cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở chùa Lâm Quang. Như Hương và Quỳnh có bàn bạc với nhau là sẽ giúp đỡ các cụ già neo đơn ở đó. Thưa quý vị thân mến, như vậy là họ nếu mang về được nhiều tiền thưởng sẽ giúp những cụ già neo đơn sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Và hy vọng hai em sẽ mang về được rất nhiều tiền thưởng để làm công việc đó cho nó thoải mái hơn một tí, nó tốt hơn một tí. Thì thưa quý vị, là Văn Hư gặp Trường Giang ít khi nào nói chuyện đàng hoàng lắm. Dạ đâu, trời em đàng hoàng muốn chết luôn. Nhưng mà ngày hôm nay rất là nữ tính nha. Yeah. Hôm nay rất đàng hoàng ha, rất nữ tính, rất là đẹp luôn. Dạ. Yeah. Hát hay. Dạ. Yeah. Mà cũng chưa có người yêu, cũng không biết lý do gì. Mọi... Anh thấy không, anh vừa mới nói là rất là đàng hoàng luôn, nhưng mà cuối cùng anh vẫn phải gài một câu không có đàng hoàng vào. Anh không phải là, cái đó là anh gọi là cái sự thắc mắc nhỏ của anh thôi. Không, nhiều khi thật ra mình cũng biết đâu được, mình cũng có nhiều người thích nhưng mà mình chưa có đến cái thời điểm mà mình... Đúng rồi, từ từ, có việc gì phải vội. Mình đẹp, mình hát hay mà vội gì. Dạ, tức là đến 30 mấy cũng được hả anh? À không, có đó thì hơi muộn nha. Đồng anh Quỳnh là đã có nơi đi về chưa? Đi đâu về đâu ạ? Nó về nhà em không ạ? Ý là người ta gọi là có nơi đi chốn về, gọi là có người yêu đấy. À chưa. Chưa. Vẫn cô đơn. Vâng, cô đơn. Vẫn thì mình chơi với nhau. À, ngày hôm nay hy vọng hai bạn có một cái sự kết nối chặt chẽ từ bên trong cũng như bên ngoài để mang về nhiều tiền thưởng. Và luật chơi vòng đầu tiên vô cùng đơn giản. 5 câu hỏi sẽ có 2 phương án lựa chọn ở mỗi câu. Có 3 quả bóng được đặt cố định ở vị trí số 1, số 4 và số 7. Khi bóng rơi, hai người chơi phải cùng chạm tay vào phương án A hoặc B. Thời gian trả lời kết thúc khi quả bóng đầu tiên chạm đáy. Tổng số tiền của 3 ô mà bóng rơi vào sẽ được hệ thống ghi nhận. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ được cộng thêm vào tài khoản của người chơi. Nếu trả lời sai, bức tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương đương nhưng không tính giá trị âm. Rất đơn giản và rất dễ, quan trọng là may mắn vào ô lớn tiền hay không thôi. Câu đầu tiên quá dễ, mời nhìn lên hình ảnh. Cái gì đây? Trung thu. Bánh trung thu, bánh chưng, bánh dẻo, bánh nướng. Năm 2019, Google đã sử dụng hình ảnh này nhằm chào mừng ngày lễ nào nước ta? A. Tết Trung Thu và B. là Tết Nguyên Tiêu. Mời bóng rơi. Trung Thu chọn A. Trời ơi. Không, chị không ăn B mà chị đang... Cái gì vậy trời, Tết Trung Thu 1000 vậy? Văn Mê Hương nói là Trung Thu mà lại chọn B là không, chết luôn. Em đang nhìn cho em bị loạn, em nghĩ đây A đây B, của em đứng đây nó bị lệch. Ôi trời ơi, có chữ A to thế. Cận. Và đơn giản thôi, đáp án chính xác A, Tết Trung Thu. Chúng ta thấy trên màn hình có bánh Trung Thu, bánh rồi Trung Thu rồi rước đèn ông sao. Đấy, đó. Và thật là ngẫu nhiên. Dạ. Thời điểm này cũng là dịp Trung Thu. Sắp đến Trung Thu, đó. Sinh nhật em mà đúng là Trung Thu á. Thì cũng chúc cho mùa Trung Thu năm nay các bé vui vẻ với gia đình. Dạ. Chúc cho hai bé, mặc dù là qua tuổi Trung Thu rồi, nhưng mà tại vì có ngày sinh nhật nên chúc bé sinh nhật vui vẻ. Yeah. Chúc hai bé Trung Thu đây đã lớn thật là vui vẻ. Yeah. Chúc cho toàn thể trẻ em ở khắp Việt Nam một mùa Trung Thu thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Yeah. Câu vừa rồi chúng ta mang về được giá trị tiền thưởng là 7.501.000 đồng. Cũng được. Chương trình này hay có cái số lẻ lắm, ghét số lẻ lắm. Em không thích số lẻ hả? Không, cái số lẻ tí nữa trừ đi là ok. Đúng rồi. Đúng. Thưa quý vị, nội dung câu thứ hai là gì? Chúng ta sẽ được biết sau vài phút vậy là. 12 triệu phút phút phí. 12, đúng rồi. Em ơi, xuống lẽ rồi. Em ơi, đúng rồi đó. Thưa quý vị thân mến, câu hỏi thứ hai liên quan tới điện ảnh. Mời xem clip sau đây. Phim này quen đấy nhở? Như em chưa xem thì phải quen lắm. Quen lắm. Người ta đang gọt cái gì đấy chị? Quen lắm. Đây là trích đoạn trong bộ phim điện ảnh nào nước ta? A.
mùa đu đủ xanh. Đúng, mùa đu đủ và xanh. Và B là mùi đu đủ xanh. Từ từ, mùa đu đủ xanh. Mùa đu đủ xanh. Dạ, bởi vì đu đủ. Mời bóng rơi. À. 12 triệu Quỳnh đi ta. Trời ơi. 12.500. Nó lại cứ phải lẻ 2.000 cơ. Lẻ 2.000 đồng nếu chính xác. Và A là mùa đu đủ xanh là một sự lựa chọn không chính xác. Mùi á, đáp án phải là mùi đu đủ xanh. Okay. Mùi á, cái này là mùi nhỉ? Chưa xem phim này. Không, chị biết phim này nhưng mà chị chỉ nhớ nó là đu đủ xanh thôi. Đây là bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. Dạ, rất nổi tiếng. Trần Anh Hùng ạ. Lúc nãy đang có trong tay rất là ít tiền. Dạ. Mà bây giờ lại bị trừ mười mấy, là không đủ để trừ luôn. Nhưng mà không sao, chương trình không tính số âm. Số tiền hiện có là không đồng. Bây giờ tiếp tục mời nhìn lên màn hình tường lửa. Nước đổ ngang dầm ngờ ra đi, nước nó ngang dầm ra đi, dù đường thiên lý xa vời, dù tình cô lý chơi vơi, cũng không dài bằng lòng thương mến người. Câu hỏi của chương trình: đoạn ca Nước non ngàn dặm ra đi do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử nào? A là công chúa Huyền Trân và B là công chúa Ngọc Hân. Rồi, mời bóng rơi. Huyền Trân công chúa. Chọn đi nào. Huyền Trân công chúa. 5 triệu, 1.000, 2.500.000 đồng. Và công chúa Huyền Trân là một lựa chọn chính xác. Cái này là chúng ta biết là ngày xưa là gả cho Kim Thành ha. Rồi, gả cho Kim Thành. Số tiền hiện có là 7.501.000 đồng. Sao nó cứ vòng vòng ngay chỗ 7 triệu nha? Đó, em đang sợ là vậy. Vừa rồi là chúng ta đố về điện ảnh, về âm nhạc và có liên quan tới lịch sử. Yeah. Thì bây giờ chúng ta đố về ẩm thực. Ẩm thực em thích lắm này. Em thích hả? Dạ. Ôi giời ơi. Hay nấu ăn lắm. Ở nhà hay nấu các kiểu món. Đúng rồi. Mời hai bạn nhìn lên màn ảnh. Gì nè? Bánh. Bánh gì? Gói bánh. Câu hỏi của chương trình: bánh ui. Ui là đặc sản của dân tộc nào ở nước ta? A dân tộc Mường và B là dân tộc Ede. Mời bóng rơi. Đây là dân tộc nhà Hờ He Nie đúng không? Không thấy dân tộc Mường đâu. Mường. Đúng rồi. Woo. 27.500.000 đồng. Ghê. Quá cao, số tiền quá cao. Đáp án chính xác là đáp án A. Trời ơi. Trời, đoán mò luôn á. Anh được ăn bao giờ chưa? Anh chưa bao giờ ăn bánh này. Không biết bên trong có gì hả? Bên trong là có nhân đậu xanh á. Tại vì nãy lúc mà hình ảnh là có đấy. Đậu xanh á hả? Số tiền hiện có là 35.001.000 đồng. Cũng được. Bây giờ là câu cuối cùng, là câu thứ 5. Dạ. Cố gắng làm sao mang về thêm 10 triệu nữa là một con số ổn định. Thế ạ? Để vòng 3 mình dễ chọn lựa. Hai em là ngoài mình làm nghệ thuật ra thì mình có thích gì nữa không? Thể thao hay là... Dạ, cũng có, thích nhiều thứ ạ. Mình có coi bóng đá không? Em có, coi bóng đá. Coi. Thích đội bóng nào? Việt Nam. Ok, Quỳnh. Dạ. Không, em nghĩ xem, em thích xem ngoại hạng Anh. Em thích Real Madrid. Ý có coi không? Dạ, cũng có. Rồi, vậy thôi, quá đơn giản. Ồ dạ. Mời xem hình ảnh sau đây. Trời ơi, quá dễ luôn. Đây là người tình trong mộng của Văn Mỹ Hương, thưa quý vị. Trời ơi, anh có biết là em còn không biết bao nhiêu clip ở trên Facebook của em là đăng ổng luôn á. Vậy hả? Mà cái quả mà ổng đã trượt á, là em ghép vô một cái clip của em là em bắt được cái banh, hiểu không? Ổng đã trượt cái em bắt được cái banh. Trời ơi, em bắt được, mà sao anh không bắt không đá vô luôn á. Trời ơi, mê dữ vậy. Mê lắm, người yêu luôn á. Vậy hả? Ryan. Mà
bé nó nói chuyện hồi nãy giờ tưởng nó biết hết trơn. Dạ. Nó phán cái tên câu lạc bộ nó muốn xỉu luôn. Đây, đây là trang phục thi đấu của câu lạc bộ bóng đá nào? A là Inter Milan và B là Juventus. Juventus ông ơi. Mời bóng rơi. Juventus. Chị đứng đây. Càng nghe em ơi, xuống em ơi. Em ơi, tôi là đúng rồi em ơi. Ôi trời ơi, em ơi, đúng rồi em ơi. Một chút xíu nữa thôi là hai quả vào đây đấy. Do em la quá. Anh ơi, lỗi kỹ thuật thì mình ném lại được không? Em dám cho ném lại không? Dạ không, thôi anh ơi. 12.502.000 đồng. Và B, không phải bàn cãi. Chính xác. Sọc đen trắng lần Juventus, anh biết ha? Dạ. Tài khoản bây giờ đang có dõng dạc tuyên bố là 47.503.000 đồng. Bây giờ là lúc phải có một người ở lại và một người vào phòng băng. Hãy lựa chọn ai ở lại, ai ra đi. Em muốn sao? Em chỉ thấy hên xui á. Tùy. Em sao cũng được. Ai vào trong và ai ở lại? Thôi em nghĩ là hôm nay chị Hương mặc đồ đẹp ở này thì chắc cho ở ngoài đi qua đi lại cho. Con này hai mặt. Người nhà ở nhà bảo chị đi vào trong ngồi ngay lập tức. À. Bởi vì em rất là sợ là kiểu em bị ngu. Trong này em bị ngu hiểu không? Bây giờ kêu ở ngoài. Chị thấy ở ngoài có vẻ áp lực hơn đấy. Thôi để chị chịu cho cũng được. Rồi, như vậy là quyết định cuối cùng là Đồng Anh Quỳnh vào trong và dạ. Văn Minh Hương ở lại. Xin mời. Hương thân mến. Dạ. Đồng Anh Quỳnh đã vào bên trong. Cô ấy sẽ phải trả lời câu hỏi. Còn mình là chịu lực thả bóng và tiền nó rơi vào đâu là mình sẽ thoát tim vào đấy. Dạ. Chuẩn bị tinh thần chưa? Chung là em không được may mắn lắm đâu. Em cũng không tin vào khả năng may mắn của đúng em. Đúng rồi, hôm nay anh thấy em cũng không có vẻ may mắn lắm. Ý anh là sao? Anh thấy hôm nay cái màu sắc của cái bộ áo giống như là nó không có may mắn lắm. Màu ý là chắc ra chương trình này là phải mặc màu đỏ anh. Đúng rồi, màu đúng. Nó hơi nhạt. Màu này hơi nhạt. Nhưng mà không sao, biết đâu được là nó ngược lại phong thủy sao? Mỗi người một phong thủy. Dạ. Thưa quý vị, trước khi đến vòng 2, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trong giây lát. Ôi trời ơi, em đã bảo rồi, anh phải đánh ý xa quả bóng của em lên. Ngày hôm nay anh có một cái linh cảm giác em mang về không dưới 500 triệu. Thưa quý vị thân mến, vòng 2 trên sân khấu hiện tại là nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Em cầm thử. Cầm đi nào. Được, cũng được ạ. Cũng được đấy. Em nghĩ là hay không bằng hên. Em tin tưởng ở Quỳnh ngồi trong đấy. Anh cũng hy vọng là vậy. Số tiền thưởng hiện tại cao nhất góc bên phải là 125 triệu đồng. Ngoài ra còn có 100 triệu, 50 triệu, 25 triệu và vô số giá trị tiền thưởng khác. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại cô gái đã vào căn phòng cô đơn. Xin mời Đồng Anh Quỳnh. Đó. Em yêu. Không hề nghe thấy và cũng chả biết chúng ta đang làm gì ngoài này. À cũng không nghe thấy luôn ạ, đoạn này chỉ là ngồi đó nghe. Khi nào đưa câu hỏi thì trả lời, không đưa thì thôi. Buồn không? Buồn. Và bây giờ thưa quý vị, luật chơi vòng 2 như sau. Trước khi đối mặt với các câu hỏi, người ở sân khấu sẽ chọn vị trí và thả cùng lúc hai quả bóng xanh tạm ứng tiền. Tổng số tiền sẽ ngay lập tức cộng thẳng vào tài khoản. Người trong phòng băng phải trả lời 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi gồm 3 phương án lựa chọn. Ở mỗi câu hỏi, trước khi người trong phòng ban trả lời, người ở sân khấu sẽ chọn một vị trí thả bóng. Tại câu hỏi số 2, người chơi có quyền chọn nhân đôi số bóng sẽ thả. Ở câu hỏi số 3, có quyền nhân 3 số bóng. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ cộng vào tài khoản. Nếu trả lời sai thì ngược lại, tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng. Cuối vòng 2, tại đúng vị trí đã thả hai quả bóng tạm ứng, người chơi sẽ phải thả hai quả bóng đỏ để bức tường thu hồi tiền. Nhớ, chắc chiêu cơ hội. Dạ. Thật ra thì em nghĩ là này nó cũng tùy thuộc vào cái quả bóng nó có yêu mình không? Nó lăn tùm lum thì mình cũng không có biết được. Đúng rồi, hiểu không? Dạ. Yeah. Bây giờ hai quả bóng màu xanh thả ứng tiền từ chương trình, em sẽ chọn vị trí nào để thả? Em sẽ chọn số 2 và số 7, đấy là ngày sinh nhật của em. Ngày 2 tháng 7 là sinh nhật của em à? Không ạ, ngày 27 tháng 9 nhưng vì không có số 9 nên chúng ta sẽ chọn số 2 và số 7. Số 2 và số 7 xin mời. Số 2, thêm một quả nữa nào.
Một quả nữa là một quả số 7. Ôi dồi ôi, số 7 mà vào 125 triệu là ok lắm đấy này. Ok lắm đấy. Đấy. Đấy, ngon lành cành đào rồi đấy. Mời bóng rơi nào. Kỹ thuật anh ạ. À, chưa làm gì có chuyện mà nó lại rơi đúng hai ôm đứng như đây thế. Là, đứng đây là khả năng 125 rồi. Nhào vô đây chi, hồi nãy em thấy cái... Tại sao ấy nhở? Đâu có sao nhở. Sao mà này mình rồi có 1.000 thì làm sao mà làm ăn gì? Số tiền khủng khiếp, đã mượn được 2.000 đồng từ chương trình. Tổng số tiền hiện có là... 47.505.000 đồng. Sao mình đâu mượn có 2.000 như thế? Thì làm ăn gì hả anh? Thì mình mượn 2.000 thôi, lát mình trả lại 200 triệu. Hả? Em nhìn đi, nếu em rơi vào hai vị trí 100 triệu đó, hoặc là 125 triệu là hơn 200 triệu chứ. Nếu không may. Anh ơi, không đấy, nếu không may. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên với ba đáp án dành cho Đồng Ánh Quỳnh. A là tranh lụa, B là tranh bột màu, và C là tranh sơn mài. Ô cái con bé này nhiều khi không biết là nó xem nó có hiểu được là tranh nào với tranh nào không ấy. Ô em cứ đùa. Sao lại không? Mời một quả bóng vào vị trí mình yêu thích đi nào. Lắm. Nhưng mà thôi. An toàn nhá. Mình làm gì còn tiền nữa mà an toàn anh. Số đấy. 6. Và câu hỏi dành cho Đồng Ánh Quỳnh là: bức tranh này thuộc loại tranh gì? A tranh lụa, B tranh bột màu, C tranh sơn mài. Bột màu chắc không biết mà. Biết á. Biết không? Chắc biết á. Tranh bột màu nó sẽ rất là êm, nó mềm. Cái bức tranh này thì hình như là mình đã được xem ở đâu đó rồi. Tại vì ở ngoài Hà Nội có bán rất là nhiều ấy. Kiểu dạng như là ví dụ ở ngoài Hà Nội bán rất là nhiều đấy. Ngày trước mình cũng hay qua, mình cũng thấy thỉnh thoảng cũng có bán mấy kiểu bức tranh như này. Trời ơi, dễ quá, ngày xưa đi học cũng học mà. Thế mà mình nghĩ là thường nhá, nếu như mà tranh lụa thì cái chất lượng nó sẽ ok nhất. Tranh bột màu thì cảm giác như là nó sẽ có cái màu nó sẽ không được đều lắm. Còn tranh sơn mài thì bỏ qua, tranh sơn mài thì cái chắc chất là liệu không phải mà người rồi. Ta vẽ lên ấy thì nó sẽ hơi gồ ghề, nên là mình nghĩ là không biết đúng không mà thôi. Chốt đáp án A, tranh lụa. Nhiều khi nhìn vậy chứ không phải vậy nha. Tại vì mình đâu có được, mình đâu có được không nhìn. Được sờ. Đúng rồi. Có chính xác hay là không? A là một đáp án. Ôi rồi ôi, chính xác rồi. Rồi. Số 6, hy vọng là vào thật nhiều tiền. Rất tuyệt vời, may quá không ngồi trong đấy bởi vì cận, không là không nhìn thấy gì. Đáp án chính xác của chương trình là A, tranh lụa. Đây là bức tranh chơi ô ăn quan, bức tranh lụa nổi tiếng của danh họa Nguyễn Phan Chánh. Từ nãy giờ là mình mượn ít tiền quá, thì bây giờ mình chơi mình thắng được câu nào á thì tranh thủ lấy tiền câu đó. Dạ. Hy vọng số 6 sẽ mang lại nhiều tiền thưởng cho Văn Hương. Em đứng im thôi nha, lần này em đứng im nha, anh đừng có gọi em ra chỗ anh ấy. Có khi nào 5.000 không? Em đứng để em nhìn thôi, anh cũng tránh xa quả bóng nha. À thế à? Dạ. Mời bóng rơi nào. 5.000 cho tôi. Em ơi. 5.000 cho tôi. Ôi, 100 triệu đây. Ôi trời ơi. Thấy chưa, chúc em mừng bảo nha. Rồi, anh phải đánh đứng xa quả bóng của em ra được. Rồi, chúc mừng 100 triệu. Tài khoản hiện có là 147.505.000 đồng. Tiền tăng lên thật là khủng khiếp. 100 triệu là chỉ nhỏ hơn 125 thôi. Yeah. Hai mức cao nhất là mức thứ nhì đó. Câu hỏi thứ hai sẽ có 3 đáp án như sau, xin mời. A là 9K, B là 14K và C là 18K. Này chắc đố về vàng, trang sức đấy. Trang sức vàng bạc. Mà con gái thì rành trang sức đấy. Đôi khi mà mình rành nhưng mà mình chỉ biết đeo lên thôi anh. Thế thì em có chọn nhân đôi quả bóng hay không? Em nghi Quỳnh nó không biết đâu. Nãy người ta biết đó, cái gì cũng nghi người ta hết trơn. À ôi đúng rồi, vừa nãy nó biết đúng không? Đâu ông ta. Ôi em thấy nguy hiểm quá à. Em lựa chọn là gì nào? Thôi nhân đôi đi. Mời hai quả bóng. Không bay được đồng nào rồi. Vào một vị trí em mong muốn là vị trí số. Em nghĩ là em sẽ để ở vị trí số. Sẽ để ở vị trí số 6. Số 6. Hai quả bóng vào vị trí số 6. Ôi,
Biết thế thì vào trong ngồi cô đơn còn hơn. Hai vị trí đã vào số 6, chúng ta chờ đợi câu hỏi dành cho Đồng Anh Quỳnh. Câu hỏi sẽ là... Thì đấy, công đoạn chế tác rồi. Và tại anh, hợp chất phải chứa tối thiểu bao nhiêu phần trăm vàng nguyên chất mới được coi là vàng? A 9K, B 14K, C 18K. 14, 18 là mình biết rồi. 14, 18 là mình biết rồi đó. Đó. Không biết thật sự, câu này là không biết thật. Mình nghĩ là ngày xưa lúc mà đi học ấy, các thầy cô bảo là nếu như mà câu nào mà không biết ấy thì mình cứ khoanh B. Chọn B đi Quỳnh ơi. Thầy bảo thế nên ngày xưa câu nào mình không biết mình khoanh B hết. Cho nên là không biết là lần này có hợp lý không. Mà thôi mình quyết định là mình sẽ chọn đáp án B. Tại vì đằng nào mình không biết mà. Chốt B. B. Và B là một sự lựa chọn không chính xác. Đáp án chính xác là... Đáp án chính xác là A 9K. Thấy chưa? Ở Việt Nam hiện nay có những loại vàng phổ biến gồm vàng 10K, vàng 14K, vàng 18K, vàng 24K. Số K càng cao thì giá trị của vàng càng cao. Tuy nhiên ở các quốc gia khác trên thế giới, thị hiếu của người tiêu dùng khác biệt. Họ lại có những quy định khác nhau. Mức độ tối thiểu ở Mỹ là 10K, ở Pháp là 18K, ở Đức lại chỉ có 8K, hay ở Anh chỉ có 9K. Đó. Thật ra câu này nếu như mà cái phương án A của nó mà là 10K thì em chắc chắn nó sẽ là phương án A. Nhưng mà đúng tại rồi. Vì khi mà nó tụt xuống còn có số 9 thôi thì mình cũng rất là mơ ít hồ. Ít quá đấy em ạ. Nó ít quá nên là... Thôi em ạ, hai quả màu đỏ đấy em ạ. Em ơi sợ quá cơ. Ta không đúng rồi còn hai quả cơ. Sợ quá cơ. Sợ, anh ơi sợ. Mời bóng rơi nào. Em ơi 1.000 thôi nào. Ôi giời ơi. Ôi giời, rồi. Nghìn đồng bị trừ đi, chỉ có 20.000 đồng thôi. Số tiền còn lại là 147.485.000 đồng. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. May mắn khủng khiếp. Khủng khiếp luôn anh. Ngày hôm nay anh có một cái linh cảm là cảm giác em mang về không dưới 500 triệu. Thật không anh? Thật đấy. Đấy là cảm giác vâng ạ. Bây giờ thưa quý vị sẽ là câu hỏi thứ 3. Ba đáp án sẽ là là pho vạn, B là pho văn và C là pho sách. Ôi dồi ôi. Em sẽ chọn gì đây? Văn Mai Hương. Em họ Văn, chắc là em chọn pho văn. Đang hỏi là chọn nhân ba hay là dạ, không? Dạ, em chọn nhân. Dạ. Nhân luôn hả? Không, anh làm sao vậy? Đúng rồi. Trời ơi, mình còn không biết gì sao, nghĩ sao mình dám chọn. Rồi, một quả bóng vào vị trí nào đây? Một quả thôi. Vị trí số... Vị trí số 1. Số 1. Câu hỏi dành cho Đồng Ánh Quỳnh sẽ là pho tượng. Thôi, xong xong. Này chỉ có ai chơi bài tâm cúc chắc biết. Trong bộ bài chòi, các lá bài được chia thành 3 pho. Những quân bài có hình mặt người thuộc pho nào? A pho vạn, B pho văn, C pho sách. Có hình mặt người này phải chơi bài thì mới biết được. Bài chòi. Bài chòi á, là tâm cúc phải không? Câu này nằm ngoài vùng kiến thức của mình đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà chị Hương ở trong này, chị Hương cũng chưa chắc trả lời được. Cô giáo bảo cái nào không biết thì chọn B. Không biết thì mình lại chọn B. Trong đạo Phật ấy thì cái từ vạn có nghĩa là may mắn. Là Quỳnh nghĩ là chắc là Quỳnh sẽ đặt một chút may mắn vào đáp án A pho vạn. Chốt. Kỳ này lại không nghe theo lời thầy cô dạy là cái gì là không biết là chọn B rồi. Mà bây giờ không biết là chọn A. Không, mình không biết nhưng mà ý là cái từ vạn vừa nãy nói là cái từ vạn ý nghĩa của nó là may mắn vạn sự như ý. Chờ xem chính xác hay không đây. A pho vạn là một sự lựa chọn chính xác. Ôi, hay thế.
hai câu là chứ... may mắn. May mắn đấy. Dạ. Đáp án chính xác của chương trình A pho vạn. Bộ thẻ bài chòi gồm 30 lá bài được xếp thành 3 pho. Pho văn, pho vạn, pho sách. Mỗi pho có 10 con bài. Các quân bài ở pho văn sử dụng hình ảnh về gần gũi với lối hình học, có những miếng tròn như bánh xe, đồng tiền hay nửa đồng tiền. Quân bài thuộc pho vạn thì đều vẽ mặt người. Các quân bài pho sách lại vẽ những nút tròn nhỏ, giữa vòng tròn có những chấm đen, ngoài ra có những đường gạch ngang rất đều. Mời bóng rơi nào. Nào, rơi một phát lọt vành sang bên phải luôn. Ôi dồi ôi. 2.500.000 đồng. Cũng được. Sao cũng được ạ? Số tiền hiện có là 149.985.000 đồng. Mình không tự tin nên thôi. Như vậy là vòng 2 kết thúc. Dạ. Chúng ta mang về gần 150 triệu là hợp lý. Dạ. Còn bây giờ là chúng ta phải trả lại 2 quả bóng màu đỏ cho chương trình. Dạ. Hai quả bóng màu đỏ ấy thả đúng vào vị trí hồi nãy mình thả bóng màu xanh. Số 2 và số 7. Xin mời. Số 2. Thương chị em nha. Thương chị em nha. Mãi bên nhau bạn nha. Không, màu đỏ thì không được. Thương chị nha. Đừng đưa chị vào 125 triệu nha. Mời bóng rơi nào. Rồi, chết chị rồi. Sang ngang rồi trốn kỷ niệm vào thương nhớ. Ê ơi, đen quá, không chơi nữa đâu, em đi về đây. 150 triệu đã bị trừ đi. Trong khi đó chúng ta có chưa tới 150 triệu. Số tiền hiện tại là 0 đồng. Thưa quý vị, cô ấy đang bị hoang mang, tột độ với những sự sụp đổ số tiền quá nhanh. Chúng ta gặp gỡ cô ấy ở vòng 3 để cô ấy tỉnh táo về tinh thần hơn. Nhỏ em nó đã quá mệt mỏi rồi. Đã đến lúc phải có 500 triệu trong tài khoản rồi thưa quý vị. Quá mệt mỏi luôn. 500 triệu không có thì 5 ngàn cũng được thưa quý vị. Mời bóng rơi nào. Anh đứng xa quả bóng của em ra đi. Anh đang đứng xa đây em ạ. Quý vị thân mến, vòng 3 đã trở lại. Và Văn My Hương đang hoang mang vì tiền thưởng hiện tại đã 0 đồng. Mình tham gia chương trình thì mình lúc nào mình cũng sẽ muốn là mình đạt được một cái chỉ tiêu nào đấy nhất định để mà mình có thể kiếm được một cái số tiền lớn để mà mình... Đây. Hả? Đây. 500 triệu đồng đã xuất hiện. Rồi anh chỉ như là em quăng cái quả bóng vào được luôn ấy. Anh em chui vào đây được anh Giang? Chui vào đây rồi là em chui. Em tự chui là em chui vào được 500 triệu đó, nhưng cái quả bóng nó không có nghe lời mình. 500 triệu, 250, 200 triệu, 150 triệu rất là nhiều. Và đặc biệt vòng này luật như vòng 2. Luật chơi ở vòng 3. Mỗi câu hỏi vòng 3 sẽ có 4 phương án lựa chọn. Luật chơi tương tự vòng 2. Người ở lại sân khấu sẽ chọn vị trí để thả lần lượt 4 quả bóng màu xanh tạm ứng. Sau khi người trong phòng ban đưa ra quyết định về bản hợp đồng thỏa thuận, người ở sân khấu sẽ thả lần lượt 4 quả bóng đỏ tại những vị trí đã thả 4 quả bóng tạm ứng để bức tường thu hồi tiền. Quả đầu tiên. Thôi mình cứ ném số 6 đi. Số 6 kỳ này có mang về cho Văn Mỹ Hương 500 triệu đồng hay không thưa quý vị? Mời bóng rơi nào. Một ngàn đồng đã có trong tài khoản. Số 7. Ôi trời ơi, vị trí số 7 ơi. Số 7 nếu kiếm thêm 5 ngàn nữa là được 6 ngàn đồng. Mời bóng rơi nào. Chưa, nó không vèo vào bên trái coi. 2.000 đồng luôn. Đã vào tài khoản. Ok ạ. Và một quả tiếp theo, vị trí số. Nào, một quả 500 triệu nhá. 500 triệu nhá. Rồi. Số mấy nào? Số nào cũng được, thả lại cũng được. Số 7. Số 7 luôn. 500 triệu, thưa quý vị. Nhỏ em nó đã quá mệt mỏi rồi. Đã đến lúc nó phải có 500 triệu trong tài khoản rồi thưa quý vị. Quá mệt mỏi luôn. 500 triệu không có thì 5 ngàn cũng được thưa quý vị. Mời bóng rơi nào. Anh ta đứng xa quả bóng đấy. Hai trăm năm mươi triệu.
Tài khoản hiện có là 250.002.000 đồng. Quả cuối cùng. Thôi mình cứ to mà tương thôi, số 7. Số 7? Dạ. Quả cuối à? Vâng. Số 7 không? Số 7. Còn gì để mất nữa đâu. Vị trí số 7 tiếp tục được lựa chọn. Em ơi. Mời bóng rơi nào. Anh đứng xa quả bóng của em ra. Anh đã đứng xa đây em ạ. Anh xa nó vào một gì đấy. Nóng xa. 10.000 đồng cộng thêm vào tài khoản. Số tiền hiện có là 250.012.000 đồng. Ngon đấy. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên với 4 đáp án dành cho Đào Anh Quỳnh. Xin mời. A là Costa Rica. Costa Rica. B là Kiribati. Và C là Angola. D là Ghana. Ồ, chắc là em nghĩ câu này là sẽ hỏi là trong hình là địa danh ở đâu, hoặc là trang phục truyền thống. Cũng có thể. Dạ. Yeah. Em sẽ lựa chọn vị trí nào đây? Câu này cũng khoai đấy, nhưng mà bây giờ mình cũng đã không có tiền. À, cũng mình có tiền rồi đúng không anh? Còn tiền. Thế thì mình sẽ chọn an toàn một chút. Mình chưa ném số 5 bao giờ đúng không? Vâng. Thế em sẽ ném số 5. Một quả bóng vào vị trí số 5. Mình vào cái này một quả thôi đúng không ạ? Vâng. Số 5. Vị trí số 5. Em ơi em. Câu hỏi dành cho Đồng Anh Quỳnh là: theo của Atlas, đất nước nào có lãnh thổ nằm trên cả 4 bán cầu? A. Costa Rica. B. Kiribati. C. Angola. Và D là Ghana. Khi mà ở nhà là Quỳnh nó nói với em là cái gì mà nó liên quan đến địa lý là thôi chị ơi, chắc em không có trả lời được. À. Lần đầu tiên nghe thấy lão hoặc lão hơ. 50-50 nhỉ? Đúng rồi, 50-50 đi thôi. Nếu như mà mình phân vân giữa hai đáp án thì mình nên chọn đáp án thứ hai. B đó, cô giáo lại bảo là B đấy em ạ. Nên mình sẽ chốt là đáp án D. Lựa chọn là Ghana. Chúng ta chờ xem. Ghana là một đáp án không chính xác. Câu này đúng là nếu mà em ngồi trong đấy thì em cũng không thể trả lời được. Đáp án chính xác sẽ là? Đáp án chính xác là B, Kiribati. Theo của Atlas, Kiribati, tên chính thức của nước Cộng hòa Kiribati, quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm trên cả 4 bán cầu Đông, Tây, Nam, Bắc của trái đất. Kiribati là quốc đảo trải dài trên diện tích khoảng 811 km vuông, nằm ở trung tâm Thái Bình Dương thuộc Châu Đại Dương. Thôi, thua thì lại có thêm kiến thức. Đúng vậy, tiền bạc là gì đâu, kiến thức là quan trọng. Không, tiền bạc quan trọng anh. À, mời vị trí số 5, bóng rơi nào. Cứ lăn sang phải là em thấy đau tim luôn á. Rồi hay quá. 1.000 đồng. Bây giờ em lại thích số 1.000 này anh. Đấy, ngon lành đấy. Dạ. Số tiền còn lại là 250.011.000 đồng. Câu này là may mắn vì màu đỏ, nhưng trừ chỉ có 1.000 đồng mà thôi. Bây giờ là 4 đáp án của câu hỏi thứ 2 thưa quý vị. A là gin. Rượu à? Đúng tequila. Rồi. Tequila. B là anh tequila. Và cognac. C là cognac. D là whisky. Whisky. Cái này có vẻ hợp lý ạ. Nhân đôi đi ha. À nhưng mà từ từ đã, Quỳnh nó không biết uống rượu. Ồ rồi thôi. Nó uống được nhưng mà nó không biết. Khó nhỉ. Ồ đấy. Thôi. Một quả thôi anh ạ. Một quả vào vị trí. Chọn vị trí số... số 1. Số 1. Vị trí số 1 đã được chọn. Và câu hỏi dành cho Đào Anh Quỳnh là: loại cây này là nguyên liệu để sản xuất loại rượu nào? A. Gin. B. Tequila. C. Cognac. Và D là whisky. Anh biết không anh? Không, mình chỉ biết uống thôi. B. Ôi dồi ôi. Cái này mà chị Hương ở trong này là chị Hương trả lời được ngay đây này. Chứ còn thật ra là mình không uống rượu, cho nên là mình không biết được là... Thật ra là nó là không biết uống rượu, nhưng mà thật ra là đã thử hai loại rồi. Hai loại là
tequila với cả whisky rồi. Mà thấy hình như là không có cái nào gọi là có cái vị dứa hay dừa gì đấy đâu nhá. Chắc là lại là đáp án số 3 đi nhở. Chốt đáp án số 3. C. Ôi, quá mệt mỏi em nhỉ. Quá mệt mỏi, thôi em để số 1 thì em cũng cảm thấy ok. An tâm rồi đấy. Vâng, nó đừng có lao người sang bên phải là được. C là một sự lựa chọn. Không chính xác. Đáp án chính xác sẽ là. Đáp án chính xác là B, tequila. Tequila là loại rượu nổi tiếng của Mexico, được làm từ quá trình lên men nước ép từ cây thùa xanh, có lõi gọi là pina, vì trông hơi giống một quả dứa. Sau khi pina được thu hoạch, chúng được mang đến nhà máy để chế xuất nước ép và đường lên men, chưng cất và ủ trước khi được đóng chai. Màu đỏ, mà ở vị trí này cũng an tâm rồi. An tâm không? An tâm. Nó tầm 5.000 đấy. Mời bóng rơi nào. Ôi trời ơi. Em ơi. 25 triệu ấy. 25 triệu bị trừ đi, số tiền còn lại là 225.011.000 đồng. Bây giờ là câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Dạ, không? Câu cuối cùng này chúng ta sẽ có 3 quả bóng. Nếu muốn thì hãy chọn, còn không thì thôi, hãy nhìn vào đáp án trước đã. Dạ. Chúng ta sẽ có 4 đáp án để lựa chọn. A là thần Thiên Tôn. Thần Thiên Tôn. B là thần Cao Sơn. C là thần Không Lộ. Và D là thần Quý Minh. Không biết gì cả. Thế thì có chọn nhân 3 hay không? Chắc chắn là không. Sao mà dám chọn nhân 3 được anh? Thế thì một quả vào vị trí nào đây? Một quả thôi thì mình lại. Mình không biết đâu Quỳnh lại trả lời cho cái sao nhỉ? Anh nghĩ là an toàn là chọn một quả thôi. Em nghĩ là chọn một quả thôi. Vị trí số mấy? Vị trí số 1. Xin mời. Chứ sao? Không trả lời được một thôi. Câu hỏi dành cho Đào Ánh Quỳnh là: trong Hoa Lư tứ trấn, vị thần nào trấn giữ hướng nam? Trời A, ơi. Thần Thiên Tôn. B, thần Cao Sơn. C, thần Không Lộ. Và D là thần Quý Minh. Hoa Lư tứ trấn ngày là ở Ninh Bình, tại vì là hồi mình còn nhỏ, hồi còn bé là rất là hay được đi tham quan, mà mỗi một lần đi tham quan là đều đi Hoa Lư hết. Và ở đây thì mình đã từng đến chụp hình một lần rồi. Nhưng mà thật ra là để nhớ rõ được rằng là vị thần nào trấn giữ ở đâu thì thật sự là không nhớ. Không biết là ngoài kia chị Hương có may không, mà không biết mình có may không nữa chứ. Cũng không biết là ở ngoài này mình có may không hả anh? Không. Chắc là mình nghĩ là mình sẽ chọn thần Quý Minh đi. Thần Quý Minh tại vì nghe tên có vẻ may mắn ấy. Vừa nãy nó có kêu may mắn là nó cũng được màu xanh đó. Đấy. Chốt đáp án cuối cùng là thần Quý Minh ạ. D, thần Quý Minh. Chờ xem có may mắn hay là không. Mời. Đáp án chính xác là. Chính xác luôn. Hay thế chứ lì. Hay quá nhờ. May mắn quá. Hoa Lư tứ trấn là khái niệm xuất hiện trong tín ngưỡng dân gian Ninh Bình để chỉ về 4 vị thần trấn giữ các hướng Đông Tây Nam Bắc của cố đô Hoa Lư. Thần Thiên Tôn trấn giữ ở hướng Đông, thần Cao Sơn trấn hướng Tây, thần Không Lộ trấn hướng Bắc và thần Quý Minh trấn hướng Nam. Và bây giờ để xem Văn Mỹ Hương số 1 sẽ đi về đâu. Mời bóng rơi nào. Mượn tiền cũng ô số 1 mà. Bây giờ dạ. Trúng thưởng cũng ô số 1.000. Số 1 luôn. Số tiền đã tăng lên 1.000 đồng. 225.012.000 đồng. Bây giờ trước khi chúng ta thả bóng để trả tiền lại cho chương trình thì chúng ta sẽ chuyển hợp đồng vào bên trong cho Đồng Ánh Quỳnh. Thưa quý vị thân mến, Đồng Ánh Quỳnh hôm nay trả lời được 3 câu hỏi, nhân với 20 là 60 triệu đồng. Và cộng thêm số tiền ở vòng 1 là hơn 40 triệu. Có nghĩa là nếu đồng ý ký vào hợp đồng này thì hai bạn sẽ ra về với số tiền là hơn 100 triệu. Còn nếu như xé hợp đồng không đồng ý ký thì sẽ nhận được số tiền là sau khi Văn Mỹ Hương thả 4 quả bóng màu đỏ. Chúng ta sẽ chuyển hợp đồng cho Đồng Ánh Quỳnh. Nhưng mà Quỳnh là không biết đúng không? Không hề biết gì cả.
Thế em nghĩ là Quỳnh có ký không? Em nghĩ là Quỳnh không ký. Anh thì nghĩ là ký. Tại sao anh ký? Tại vì cô ấy đâu có chắc được mọi việc bên ngoài, nhưng mà cô ấy chắc được những câu trả lời của ấy. Cô ấy biết rằng mình sẽ trúng 2 hoặc 3 và cộng thêm 40 mấy triệu nữa là có thể mang về hơn 100 triệu. Cô ấy không muốn về tay không. Chờ đợi xem cô ấy sẽ giải quyết như thế nào. Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng gặp gỡ Đồng Ánh Quỳnh trong phòng ban. Nếu đồng ý ký vào bản giao ước này sẽ nhận được giải thưởng tương ứng. Giải thưởng bằng số tiền nhận sau vòng 1 vừa nãy nhận được sau vòng 1 là cỡ 47 triệu, gần 50 triệu. Mọi việc quyết định chúng ta cũng chưa biết và cô ấy sẽ suy nghĩ. Chúng ta đứng đây chờ để cô ấy mang hợp đồng về lại với chương trình. Sau đó sẽ tiến hành trả lại 4 quả bóng màu đỏ. Anh nghĩ là cô ấy sẽ ký đấy. Với tính cách của Quỳnh thì sẽ giống em, chơi là sẽ chơi tới. Thì hên xui thôi mà, tại vì vừa nãy mình cũng xui. Vừa nãy từ nãy đến giờ thì mình cũng xui, nhưng mà biết đâu được nếu mà mình thả bóng đỏ mà mình thả hết vào những con số nhỏ thì cái số tiền của mình sẽ rất là cao. Nó sẽ gấp đôi số tiền mà Quỳnh, nếu mà Quỳnh ký. Bây giờ cho lựa chọn thì em chọn cái nào, ký hay không ký? Nếu mà cho em sẽ không ký. Không ký luôn. Chúng ta chờ đợi hợp đồng quay trở lại. Thật ra là nếu như mà ăn chắc mặc bền ấy thì ký. Ăn chắc mặc bền thì ký, tại vì là số tiền nhận được sau vòng 1 cũng được cỡ 50 triệu rồi. Còn tổng số câu trả lời đúng của vòng 2 và vòng 3 nữa, nếu như mà mình trả lời đúng thì cũng nhân lên được nhiều ấy. Nhưng mà nếu như mà ngoài kia mình, giả dụ như mình trả lời đúng nhiều ấy, mà ngoài kia thả bóng các thứ được nhiều tiền thì cũng hơi tiếc tiếc. Khó đấy. Thưa quý vị, hợp đồng đã quay trở lại và trong đó đã có quyết định của Đồng Ánh Quỳnh. Nhưng chúng ta chưa được biết. Bây giờ chúng ta sẽ thả 4 quả bóng màu đỏ, mời Văn Minh Hương vào những vị trí sau. Đầu tiên là vị trí số 6. Chúng ta để xem trừ đi bao nhiêu tiền. Vị trí số 6 đã sẵn sàng, mời bóng rơi nào. $1,000. Trừ đi 1,000 đồng. Quá đơn giản, nhẹ nhàng. Số tiền sau khi trừ 1,000 là còn 225,011 đồng. Tiếp tục vị trí số 7. Bây giờ làm sao mà trừ hết cái tiền lẻ đó là ok. Đúng rồi. Nhưng mà chắc không có đâu. Vị trí số 7. Âm thanh nào đó bên tai anh nghe nói 500 triệu. Mời bóng rơi. Trừ đi 150 triệu đồng. Số tiền còn lại là 75,011 đồng. Quả tiếp theo vẫn là vị trí số 7. Hãy tạo nên kỷ lục. Kỷ lục là mình không có đồng nào phải không anh? Đúng vậy. Vị trí số 7, mời bóng rơi nào. Đồng trừ đi số tiền còn lại là 50,011 đồng. Và bây giờ là quả bóng cuối cùng, chúng ta có vị trí 50 triệu. Nếu thả vào đó chúng ta còn 11,000 ra về, quá hợp lý. Trả đi nào, vị trí số 7. Ôi toàn những là vị trí nguy hiểm. Mời bóng rơi. Trời ơi, vừa con nhỏ một ít tiền mang về nào. Số tiền còn lại là 50,010,000 đồng. Như vậy là chúng ta kết thúc rồi. Em muốn thả nữa hả? À, không ạ, à, em xong rồi. Em tại vì em vẫn đang bị... Dạ không, tại vì em đang bị hết hồn. Bây giờ hiện tại là em có 50,010,000 đồng. Nếu ký thì chắc chắn là hơn 100 triệu. Dạ. Không ký thì vẫn có 50,010,000 đồng. Đường nào cũng có tiền cả. Đừng lo nhé.
nghĩ là mình sẽ có tinh thần đồng đội một chút với chị Hương, là mình sẽ... Em có kỳ không? Thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ lại Đồng Ánh Quỳnh. Xin chào. Hello anh. Sang đây, sang đây. Đi đâu ạ? Hiện tại Văn Mai Hương chưa ổn định về tâm lý. À. Có thể em không biết nhưng mà những trái bóng này nó rơi làm cho mình bị xáo trộn về hệ dây thần kinh. Em thì ở trong rất là giỏi, là em trả lời được 3 câu chính xác. 3 câu? 3 trên 6 là 50-50 đấy. Em cũng đang hoang mang hả? Em cũng hoang mang, tại vì từ nãy đến giờ em nhiều câu em biết thì em trả lời, còn những còn cũng có nhiều câu em không biết lắm. Nên là kiểu cũng trả lời hên xui ấy. Thôi thì nên gặp lại bạn mình để biết cuộc đời còn tươi đẹp. Mời. Đôi khi trộm nhìn nhau. Nói chuyện với nhau đi nào. Từ nãy đến giờ em ở bên trong kia thì có một vài câu thì em nghĩ là em cũng chắc là nó sẽ đúng khoảng độ 70% chẳng hạn. Nhưng mà thật ra có những câu thực sự là em không biết. Em không biết, xong em nghĩ là nói chung là em cũng đặt nhiều cái niềm tin vào chị, xem là ở ngoài này chị thả bóng như nào ấy. Nên là mình như mình đã bàn trước với nhau ở nhà rồi, là giả dụ như là câu nào mà chị cảm thấy là em không biết hoặc là câu nào đấy ấy, thì thả ít bóng ấy. Nên là em cũng biết là ở ngoài này như thế nào. Không, chị vẫn làm theo những gì mà chúng ta đã bàn tại nhà hàng. Và Đồng Ánh Quỳnh bên trong đã trả lời được 3 câu chính xác. Nhân lên với 20 là 60 triệu. Cộng thêm số tiền ở vòng 1 hơn 40 triệu. Thế thì nếu đồng ý ký vào hợp đồng thì chắc chắn hai bạn ra về với số tiền là hơn 100 triệu. Và cuối cùng, thật ra nhá, nói đúng, chia sẻ thẳng thắn là nếu như mà là mình ở ngoài đời ấy, là mình sẽ ký. Tại vì mình ăn chắc mặc bền lắm mọi người ạ. Thật ra thì khi mà đến đây thì mình với cả chị Hương cũng có nói chuyện trước với nhau là khi mà đến đây rồi thì tốt nhất là mình nên chơi hết mình. Còn cái số tiền mình nhận được về để mà mình có thể làm từ thiện được bao nhiêu thì cái đó là tùy duyên. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ... Em có ký không? Em không ký. Hả? Em không ký á? Em không ký. Mình nghĩ là mình sẽ có tinh thần đồng đội một chút với chị Hương, là mình sẽ xé bản hợp đồng này. Xé vì chị nhá, em xé vì chị đi nhá, em xé vì chị Hương đi nhá. Thật ra là em cũng băn khoăn lắm. Nhưng mà là tính cách của em thì chắc là em sẽ không xé đâu. Số tiền của Văn Mai Hương kiếm được là 50 triệu và 10.000 đồng. Không được. Còn bóng đỏ thì sẽ vào nhiều tiền. Không, nhiều khi duyên hôm nay mình chỉ được thế thôi. Thì duyên thôi, mình duyên, may mình vẫn bao có tiền thì mình lấy bao nhiêu bấy nhiêu. Bóng xanh là cứ 10.000, 5.000. Bóng đỏ 100, 150, 50. Sao anh ạ? 10.000, 5.000 mình cũng làm từ thiện được mà. Quan trọng đúng vậy. Đúng vậy. Câu vừa rồi rất hay. Là thưa quý vị, là tiền ít hay tiền nhiều, chúng ta đều làm những công việc thiện nguyện được hết. Quan trọng là cái tâm mình đặt vào đó bao nhiêu. Tiền có thể đong đếm được nhưng cái tâm không đong đếm được. Sự san sẻ yêu thương là không đong đếm được. Và ngày hôm nay dù ra về với ít tiền nhưng tin chắc Văn Mai Hương và Đồng Ánh Quỳnh có cách của họ để san sẻ yêu thương từ cuộc sống của họ. Và cũng mong quý vị cùng chúng tôi giang tay nắm tay nhau để làm được điều đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tường Lửa. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
từ ngàn xưa chương trình này ở Việt Nam chưa có ai mà vô nhiều lần 12.500 ở vòng 1 như vậy. Em sẽ chọn vị trí 100. Qua đây. Tin tưởng xé hợp đồng. Xé hợp đồng rồi. Khi anh vừa mới bước vào thôi em mất hết số tiền đó.